Hai mọi người, tối hôm nay thầy Trúc ăn mì Quảng Chay. Một món ăn bất ngờ đến từ chị hàng xóm. Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần, đúng thiệt mọi người. Ở gần hàng xóm á, mà mình có cái tình cảm quý mến nhau á, rồi người ta ngó chừng nhà cho mình rồi nè. Có những lúc mà người ta mang đồ ăn cho mình, thấy thương ghê chưa. Trời ơi, nhìn ngon quá mọi người. Ở trong đây Trúc thấy thì có tàu hũ nè, có sườn non nè, có đậu hũ kỳ, rồi nấm mèo, có khoai tây, và dĩ nhiên là cộng mì Quảng. Rồi, mời mọi người nha. Trời ơi, mình mới vừa được chỉ mang xuống chỉ cho mình nè. Hôm nay là định ăn một món khác, nhưng không ngờ có được mì Quảng chay. Đang lúc thèm đồ chay luôn, mời mọi người nha. Cái mì Quảng chay này Trúc thấy là người ta ăn, người ta bỏ thêm một miếng chao nữa. Đó. Thì giống như là mình ăn những cái món đồ mặn thì mình bỏ thêm nước mắm á mọi người. Ngon quá, ngon quá. Chúc mừng mọi người nha, chúc mọi người ăn tối ngon miệng ha. Có ai đang ăn chay thì comment cho mình biết với. Mời mọi người. Có chao vô ăn ngon mọi người. Cái đậu hũ nó mềm mà nó mọng nước ở trong lắm, đã lắm. Một buổi tối lạnh lẽo được ăn một tô mì Quảng ấm nóng quá ngon. Ngon quá mọi người. Ngon vì đang trời lạnh mà mình được ăn đồ nóng. Ngon vì đang thèm một cái món nước nước thì lại được ăn mì Quảng. Và đặc biệt là được ăn chay. Quá trời có lộc ăn rồi. À, mình sẽ ăn thêm ớt nha. Có một điều đặc biệt là cái cọng mì Quảng này á, nó có cái màu giống mì Quảng thôi, là nó màu vàng, nhưng mà cái cọng của nó khá là giống bánh phở mọi người. Chú chút theo chút nhớ là mấy cái chỗ người ta bán mì Quảng mặn á, là cái cọng mì Quảng nó dày lắm nha. Nhưng mà cái vị ngon quá. Có nấm rơm nha. Nó nóng mà nó ngon. Topping nhiều lắm mọi người ơi. Một cái tô rất là chất lượng luôn á.
Người ta nói nấu mì Quảng mặn á mọi người là nấu với cái củ nén hả? Mì Quảng chay này ngon quá. Nhưng mà mình không thích ăn mì Quảng mặn nha. Mình nhớ cái lần mình mua mì Quảng mặn lắm. Cái nước nó sền sệt. Cái nước nó làm bỏ củ nén á, người ta nói là bỏ củ nén á, bỏ nó lền vô trong cái nước dùng á, nên là mình không ấn tượng lắm với cái món đó. Giữa các món nước á thì mình sẽ ưu tiên mình chọn bún bò, bún riêu trước. Sau đó thì sẽ tới hủ tiếu, bánh canh được. Rồi mì Quảng, mì Quỳnh Thánh đó là những cái lựa chọn sau cùng á. Nhưng mà sau đồ chay mình thấy cái nào cũng ngon mọi người. Mình gọi thêm một miếng chao nữa. Mình thấy nha, ăn cái đồ mặn á, cái món mặn á thì mình còn phân biệt được cái nào ngon cái nào dở, không cái này nói thiệt. Còn mình ăn đồ chay sao mình thấy ngon không à? Bỏ chao ăn ngon nha. Mì nhiều quá mà topping cũng nhiều nữa, nhưng mà mình đã ăn topping nhiều hơn mì. Còn mì không nè mọi người, mình đã dớt topping mình ăn hết rồi. Hồi nãy biết lấy nửa phần bánh thôi, để bỏ vô uổng quá. Một bữa tối bất ngờ và vô cùng ngon miệng với món mì Quảng chay. Hy vọng là mọi người cũng thích món chay như chút ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video. Và hy vọng trong những cái thời gian tới, những chiếc video sắp tới thì Trúc sẽ siêng năng nấu đồ chay để giới thiệu đến mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại vào video sau.